Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với phần tin dự báo cảnh báo rét hại, sương muối trên khu vực tỉnh Lai Châu. Vâng thưa quý vị, đêm nay ngày 28 tháng 1 và ngày mai 29 tháng 1, thời tiết tại tỉnh Lai Châu trời nhiều mây, có mưa rông rải rác, rét hại xảy ra trên diện rộng tại các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và một số xã vùng cao của huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu. Nhiệt độ thấp nhất các nơi phổ biến chỉ là từ 9 đến 11 độ, ở vùng núi cao chỉ còn từ 6 đến 8 độ. Từ ngày 30 tháng 1 thì thời tiết có xu hướng tốt dần lên, tỉnh Lai Châu phổ biến không mưa, ngày hưởng nắng, trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại. Thì được chuyển sang phần dự báo chi tiết. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu trời nhiều mây, có mưa rông rải rác, trời rét hại, trong mưa rông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 9 đến 20 độ và ở vùng núi cao là từ 8 đến 12 độ. Độ ẩm ở đây thì là từ 80 đến 98%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ là từ 9 đến 14 độ và độ ẩm là từ 85 đến 98%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ sẽ cao hơn một chút, đó là từ 15 đến 20 độ và độ ẩm ở đây cũng dao động từ 85 đến 95%. Còn tại Sìn Hồ thì nhiệt độ khá thấp là từ 8 đến 12 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Khu vực Than Uyên thì nhiệt độ là từ 10 đến 16 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Nậm Nhùn nhiệt độ là từ 15 đến 20 độ, độ ẩm ở đây từ 85 đến 95%. Khu vực Tam Đường nhiệt độ phổ biến là từ 10 đến 16 độ và độ ẩm ở đây là từ 80 đến 95%. Tại Tân Uyên nhiệt độ là từ 10 đến 16 độ và độ ẩm cũng từ 80 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây phổ biến từ 15 đến 20 độ và độ ẩm ở đây là từ 85 đến 95%. Vâng, trên đây là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.